Xin chào cả nhà. Xin lỗi cả nhà nha, hôm rồi do không có thời gian cho nên là xin không có làm thêm được video về nút dây để mà giới thiệu với cả nhà. Hôm nay xin làm một cái video để giới thiệu với cả nhà về một nút dây mới. Thì hôm trước chúng ta đã ứng dụng cái nút dây hoa bốn cánh vào việc làm một cái dây đeo thẻ, một dây đeo còi. Hôm nay chúng ta sẽ ứng dụng cái nút dây hoa sáu cánh, nút hoa sáu cánh như thế này vào một cái dây đeo thẻ, dây đeo còi. Rồi, bây giờ xin mời cả nhà cùng với Sinh chúng ta thực hiện cái nút ứng dụng cái nút hoa sáu cánh này vào một việc làm một sợi dây đeo thẻ, sợi dây đeo còi nha. Như chúng ta thấy cái nút hoa sáu cánh này thì sáu cánh của chúng ta bao gồm là đây là cánh 1, đây là cánh 2, đây là cánh 3, đây là cánh 4, đây là cánh 5, đây là cánh 6. Vậy ở phía trên và phía dưới chúng ta được hai cánh. Chúng ta tạo nên 4 cánh ở hai bên, mỗi bên hai cánh. Như vậy cách làm thì đầu tiên chúng ta làm cái dây đeo thẻ, dây đeo còi thì chúng ta cũng cắt trước một cái nút như thế này để chúng ta tạo một cái vòng để chúng ta đeo thẻ và đeo còi vào đây. Thì cái này xin làm video trước rồi xin nói lại thì các bạn hãy xem lại video trước và thực hiện. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái nút hoa sáu cánh. Thì đây là cánh thứ nhất của nó, chúng ta cho nó là một cánh. Chúng ta làm cho nó dài dài nha, để khi chúng ta cắt nó dễ nha các bạn. Như vậy ở đây cánh thứ nhất, ở phía dưới là cánh thứ hai, là chúng ta được hai cánh. Thì chúng ta tạo mỗi bên nó là hai cánh nữa, là tổng cộng là sáu cánh. Như vậy bên đây hai cánh thì chúng ta sẽ tạo cho nó hai vòng trước, một vòng, hai vòng. Chúng ta lưu ý là chúng ta tạo cho nó cái cánh hoa cho nó đều đều nhau nhé các bạn, để cho các cánh hoa nhìn nó cân đối, nó đẹp. Rồi tương tự như vậy bên đây, ngược lại bên đây thì chúng ta, ngược lại bên trái của chúng ta sẽ tạo hai cánh. Rồi vậy là chúng ta có tổng cộng là 6 cánh rồi ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi chúng ta đặt thứ tự như vậy cho dễ luôn ha. Ta đặt đây là 1 nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi chúng ta cũng làm giống như cái nút hoa 4 cánh ha. Chúng ta dùng 1, chúng ta đặt đè lên 2, 2 đè lên 3, 3 đè lên 4, dùng 4 lên 5, đè lên 5, dùng 5 đè lên 6 và dùng 6 cho ngược trở về 1. Cái quy tắc như vậy rất là dễ. Chúng ta dùng 1, chúng ta đè lên 2, đè lên 2 thôi ha. Rồi các bạn thấy rõ không ạ? Chúng ta dùng 1, chúng ta đè lên 2. Rồi chúng ta dùng 2, chúng ta đè lên 3. Rồi dùng 2 đè lên 3. Rồi tiếp tục chúng ta dùng 3. Cái này mình giữ nó lại cái đi ha. Rồi tiếp tục chúng ta dùng 3, chúng ta đè lên 4. Dùng 3, chúng ta đè lên 4. Rồi chúng ta dùng 4, chúng ta đè lên 5. 4 đè lên 5. Rồi chúng ta dùng 5, chúng ta đè lên 6. 5 đè lên 6. Rồi chúng ta dùng 6. 6 chúng ta cho vào trong cái lỗ của cọng dây, nhắc lại nha, là 6 cho vào trong 1. Được 6 cánh rồi đó. Bây giờ chúng ta rút ra. Cái động tác này là hơi khó đối với người
một mình làm cái động tác này nó hơi khó, nên chúng ta làm từ từ thôi, rút từ từ. Đây, 6 cánh nha. Rồi, rút từ từ nha. Rút từ từ thôi. Rút cho nó căng đó chút xíu ha. Cho các cái cánh hoa nó đều đều với nhau, nó đẹp. Như vậy thì chúng ta đã được 6 cánh hoa cơ bản. Sau cái vỏ cái lượt cánh thứ nhất thì chúng ta được 6 cánh hoa cơ bản. Bây giờ tiếp tục đến lượt thứ hai, chúng ta cũng làm y gan như lượt 1 như vậy. Chúng ta cũng dùng 1 để lần 2, 2 để lần 3, 3 để lần 4, 4 để lần 5, 5 để lần 6 và 6 cho ngược trở lại cái đầu của vòng 1. Thì chúng ta sẽ hoàn thành được cái nút hoa 6 cánh nha. Và chúng ta cũng bắt đầu. Rồi, 1, 2, 1, chúng ta đẹp lên 2, 1, 2, 2. Nhớ trừ cái lỗ của vòng 1 này để một hồi mình dùng cái nút hoa thứ 6 đó, mình cho vào cái lỗ vòng 1 nó dễ nha. Rồi, chúng ta cho 2, chúng ta đẹp lên 3, 2 đẹp lên 3, rồi, 3 đẹp lên 4. Rồi, 4 chúng ta đè lên 5. Đây là 5, 4 chúng ta đè lên 5. Rồi, 5 chúng ta đè lên 6. Rồi, 6 chúng ta cho trở lại cái lỗ của vòng 1. Chúng ta đã hoàn thành được hoa 6 cánh và chúng ta bắt đầu rút từ từ cho nó đều, cho nó đẹp lại. Đã hoàn thành được nút hoa 6 cánh. Các bạn nào khéo tay chúng ta làm các cánh hoa nó đều với nhau nó đẹp. Xinh thì không có khéo tay lắm, xinh biết cách làm nhưng mà không có khéo tay lắm. Các bạn làm khéo tay các cánh hoa nó rất là đều, rất là đẹp. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ gắn viên bi vào trong cái lỗ của cánh hoa. Tạo cái nụ hoa, cái điểm nhấn của cánh hoa của chúng ta. Sau đó chúng ta siết cánh hoa lại để cho nó giữ chặt viên bi. Đây. Rồi bắt đầu chúng ta chỉnh các cái cánh hoa lại cho nó đẹp. Bây giờ chúng ta được cánh 6 cánh hoa lớn ở phía ngoài thì chúng ta rút các cánh hoa nhỏ này ra cho nó đẹp. Cho nó lớn hơn chút nó đẹp. Như vậy là chúng ta được 6 cánh hoa lớn và 6 cánh hoa nhỏ, nhìn nó đẹp hơn nhiều rồi phải không các bạn? Và chúng ta chỉnh cho các cánh hoa lớn cho nó
đều là nó đẹp lại ha. Vậy là chúng ta đã được cái nút hoa 6 cánh để chúng ta làm một cái dây đeo thẻ, một cái dây đeo còi khá là đẹp phải không? Xin tắt thì không kéo tay lắm, biết cách tắt nhưng mà tắt không kéo tay lắm, còn các bạn mà kéo tay chắc chắn sẽ làm đẹp hơn xin rất là nhiều. Rồi, vậy chúng ta đã được cái vòng đeo thẻ, vòng đeo còi cùng với cái nút hoa 6 cánh, chúng ta gắn một viên bi vào đây. Còn ở phía trên đây thì chúng ta sẽ bắt đầu làm các cái dây đeo giống như cái nút hoa 4 cánh hôm trước Sinh đã làm rồi đó ha. Nhưng mà một sợi ở đây thì chúng ta sẽ làm cái nút số 8 hoặc là cái nút móc xích và ứng dụng của nút tổng động đó. Ở phía trên ta là chúng ta làm dây cầu chúng ta đeo ha. Cái này thì các bạn có thể xem lại clip trước của Sinh, cái video trước của Sinh đây nha các bạn. Hoa 6 cánh cũng khá dễ mà phải không? Rồi, video đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Sinh, và nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ bấm đăng ký, bấm chuông để mà ủng hộ kênh video của Sinh, để làm động lực cho Sinh ra những cái video tiếp theo, để giới thiệu về nút dây cũng như là các cái niềm vui khác trong cái cuộc sống, trong cái công việc của Sinh đối với mọi người. Bây giờ xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Bye bye.